Theo Cục Thuế tỉnh, tháng 9, thu ngân sách nhà nước đạt gần 937 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm nay đạt gần 9,6 nghìn tỷ đồng, đạt 127% so với dự toán pháp lệnh, bằng 107,2% so với dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao và tăng 58,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng nói là thu từ thuế, phí đạt gần 4,4 tỷ đồng, đạt 96% so với dự toán pháp lệnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Để tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, ngành thuế tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc xử lý, thu hồi nợ đọng, phấn đấu tăng thu ở những lĩnh vực địa bàn có điều kiện để bù đắp số giảm thu do ảnh hưởng của dịch bệnh, có thêm nguồn lực chi cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước năm 2021. Chuỗi ngày hoạt động không có lãi, kéo dài liên tục 78 tháng của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã chấm dứt vào quý 3 năm nay. Điều đáng nói, việc sản xuất bắt đầu có lãi trở lại được thực hiện trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là kết quả rất ấn tượng, minh chứng cho những nỗ lực của doanh nghiệp và đem lại niềm tin cho người lao động, trở thành động lực quan trọng để mỗi phân xưởng, tổ đội, kiếp trực ra sức thi đua. Quý 3 của chúng tôi đã cũng lãi được trên 100 tỷ. Và trong 3 tháng cuối năm, chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch là chúng tôi sẽ hoàn thành kế hoạch của quý 4 với mức độ là cao nhất và phấn đấu là cả năm chúng tôi hoàn thành kế hoạch tất cả các chỉ tiêu và vượt so với năm trước. Doanh nghiệp này đã tạm dừng sản xuất hơn 20 ngày để phòng dịch. Số lượng công nhân nhiều thời điểm thiếu hụt do biện pháp cách ly phong tỏa ở địa phương. Tuy nhiên, kết thúc quý 3, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều tăng hơn cùng kỳ năm trước, với mục tiêu tăng trưởng thêm từ 13 đến 15% các chỉ tiêu so với năm trước. Doanh nghiệp đang chạy đua nước rút với chương trình thi đua cụ thể. Với cái tình hình thị trường như hiện nay cũng tương đối tích cực, người lao động và toàn thể cán bộ công ty thì vẫn đang quyết tâm đặt ra cái nỗ lực là cái giá trị sản xuất của 2021 nó sẽ tăng khoảng 13 đến 15% so với 2020. Công ty cũng đang phát động phong trào thi đua, thứ nhất là chuyển đổi nhanh và thứ hai là bám sát với mục tiêu năng suất ngày và năng suất tuần. Đấy thì anh chị em công nhân chúng tôi là trong cùng đồng lòng cố gắng để hoàn thành mục tiêu theo từng múi giờ và từng ngày và từng tuần, và kết quả đạt được là cái mức thu nhập cuối tháng của chúng tôi là được đảm bảo và được tăng thu nhập so với cùng thời điểm này năm ngoái. Thi đua đẩy nhanh hơn nữa tiến độ khôi phục sản xuất kinh doanh dịch vụ, nhanh chóng hoàn thành, hỗ trợ việc đưa toàn bộ công nhân lao động trở lại làm việc, đáp ứng 100% công suất của doanh nghiệp là những nhiệm vụ giải pháp trong phong trào thi đua nước rút từ nay đến cuối năm. Ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Giang cũng đang cùng vào cuộc để giải quyết vướng mắc, tạo động lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Nạn đã đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu từ 21% năm 2015 xuống còn 4,01% năm 2020. Không còn trường hợp người có công là hộ nghèo. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Trong đó, ngoài việc triển khai các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, giải pháp được Ủy ban Nhân dân huyện đưa ra là nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế ổn định đến với các hộ nghèo, khuyến khích tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn vươn lên phát triển kinh tế. Huyện phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2%. Số đó có hơn 2.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, gần 300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Từ nay đến cuối năm, huyện phấn đấu tạo việc làm mới cho gần 1.200 lao động, trong đó giải quyết việc làm trong nước cho 1.000 lao động, còn lại là giải quyết việc làm thông qua xuất khẩu lao động. Để đạt được mục tiêu này, huyện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, tạo nguồn lao động có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn, gắn dạy nghề với giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất. Đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào cuối năm 2018, trường tiểu học Nhã Nam là điểm sáng trong phong trào dạy và học. Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Về đội ngũ giáo viên, để không ngừng nâng cao chất lượng, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn. Năm học 2020-2021, cái chất lượng của nhà trường đã được nâng lên một bước rõ rệt. Đó là kiểm định cái chất lượng của lớp 1, thay sách đầu tiên là nhà trường xếp thứ 4 trên 24 trường trong huyện. Chất lượng của lớp 5 được nâng lên là xếp thứ 2 trên 24 trường trong huyện. Chất lượng của trạng nguyên nhỏ tuổi đã được nâng lên xếp thứ 4 trên 24 trường trong huyện. Và các cái hoạt động khác của nhà trường cũng đã được đảm bảo an toàn
và đặc biệt ở đây cái phong trào xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn. Trường mầm non Quang Tiến đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào đầu năm 2020. Với mục tiêu xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, trường đã quy hoạch sắp xếp khu vui chơi ngoài trời phù hợp với nhu cầu của trẻ theo các độ tuổi. Khu vực bếp ăn được vận hành với hệ thống máy móc hiện đại như công trình nước sạch, tủ sấy khô. Trong giai đoạn 2021-2026 thì nhà trường đã tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban dân là tiếp tục là mở rộng quỹ đất. Quỹ đất là 4.000 m². Thế và tới đây là nhà trường sẽ tham mưu và tích cực phấn đấu sẽ nâng chuẩn mức độ 3. Huyện Tân Yên có 78 trường học, trong số đó mới chỉ có 5 trường mầm non và 8 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong thời gian tới, ngành giáo dục huyện phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các trường chưa được công nhận đạt chuẩn. Thực hiện công tác quan tâm đến các trường học ở trên địa bàn, có 3 nhà trường, trong đó thì thực hiện cái đảm bảo về công tác xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học và một số cái trang thiết bị dạy học cho các cái trường đảm bảo trong công tác dạy và học cho học sinh. Ngoài ra thì cũng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các cái nhà trường trong công tác dạy học để làm sao mà các cái trường thực hiện tốt công tác giáo dục ở trên địa bàn. Để đảm bảo chất lượng giáo dục trong cái tình hình mới thì chúng tôi đã phối hợp tham mưu với ban nhân huyện, phối hợp với các xã thị trấn để xây dựng cơ sở vật chất cho các trường lớp học với hai cái nhiệm vụ chính và mục tiêu là thứ nhất đó là để đảm bảo cho các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2. Cái thứ hai là để đảm bảo cho các cái xã xây dựng nông thôn mới nâng cao trong cái thời gian tới. Ngành giáo dục huyện Tân Yên phấn đấu sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu ngày càng có nhiều trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào những năm học sắp tới. Chủ đề về quê hương, đất và người, di tích lịch sử văn hóa, truyền thống thượng võ, sản vật quê hương và hương vị ẩm thực. Cuốn sách Non nước Bắc Giang như một cẩm nang giúp người đọc được ngắm nhìn, cảm nhận thiên nhiên hùng vĩ, cảnh đẹp hữu tình, con người hiền hòa đôn hậu, vừa anh hùng vừa đậm chất nhân văn. Tất cả đã tô thắm thêm cho vùng đất linh thiêng trở thành điểm đến của du khách muốn tìm hiểu về vùng đất giàu di sản này. Cuốn sách gồm 100 trang, in 4 màu, được biên soạn công phu mới được xuất bản. Với những hình ảnh đẹp, các bài viết giới thiệu ngắn gọn, xúc tích, cuốn sách đã giới thiệu khá toàn diện về vùng đất, con người, văn hóa Bắc Giang. Những điểm nhấn nổi bật về cảnh sắc, văn hóa, con người Bắc Giang được bố cục cuốn sách chia đều theo cả 3 vùng, miền núi, trung du và đồng bằng. Vùng đồng bằng, nơi ghi dấu chiến công như nguyệt hiển hách xưa, là vùng có nhiều làng nghề thủ công truyền thống như gốm, bánh đa nem Thổ Hà, rượu làng Vân, mây tre đàn Tăng Tiến, nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử văn hóa như đình Lỗ Hạnh, đình Thổ Hà, chùa Bồ Đà, chùa Vĩnh Nghiêm, là những di sản quý báu góp phần giáo dục truyền thống quê hương. Vùng trung du, vùng của chiến thắng Sương Giang, Cần Trạng, Cố Kết, là vùng của những cánh đồng lúa xen lẫn đỗ gạo vừng, vùng thuốc lá sợi vàng, cam bố hạ thơm ngon, vùng đất sinh dưỡng cây dạ hương ngàn năm tuổi. Thành phố Bắc Giang, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, nơi có con đường Thiên Lý Hà Nội Lạng Sơn và con đường sắt nối liền Lạng Sơn Hà Nội, con sông Thương, dòng Thiên Đức, bến Chia Ly, cảng Á Lữ là đầu mối giao thông đường thủy tỏa đi muôn nơi. Vùng núi rộng lớn bao la, núi non hùng vĩ, nơi bảy dân tộc anh em như bảy bông hoa của núi rừng tô thêm vẻ đẹp của quê hương Bắc Giang. Nơi ấy còn ghi dấu ấn của chiến thắng Nội Bàng của rừng thiêng Yên Thế. Nơi đây xưa còn là rừng gỗ Bạt Ngàn Yên Tử, vùng của các loại lâm sản quý. Ngày nay, vùng đất này là những đồi vải thiều, cam, chanh, na dai, những đặc sản quý đang làm giàu cho quê hương Bắc Giang. Quý vị thân mến, cuốn sách ảnh Non nước Bắc Giang là sự tiếp nối, bồi đắp mạch dòng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể từ các tập sách người trước đã khai dòng. Cuốn sách sẽ cung cấp những thông tin cơ bản nhất
về đất và người Bắc Giang, mảnh đất ngàn năm, mạch ngầm văn hóa truyền thống. Với tinh thần quyết tâm cao, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu, khát vọng lớn. Với những thành tựu quan trọng đã đạt được trong những năm qua, cùng với tiềm năng, vị thế hiện nay của tỉnh Bắc Giang, chúng ta đang đứng trước cái cơ hội phát triển rất là lớn để có cái bước đột phá trong thời gian tới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu rất là cao, đó là quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Giang chúng ta phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế GNDP dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Mục tiêu tổng quát của nghị quyết cũng xác định đến năm 2025 thì thành phố Bắc Giang cơ bản phải hoàn thành các cái tiêu chuẩn của đô thị loại 1 và sẽ trở thành được công nhận là đô thị loại 1 trước năm 2030. Thì ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 156 về xây dựng và phát triển thành phố đến nay, thì đến nay thành ủy, ủy ban dân thành phố đã xây dựng xong chương trình hành động cũng như đề án để sớm hiện thực hóa nghị quyết với một cái tinh thần hướng phấn đấu từ nay đến 2025 sẽ lên thị xã, thì với chi bộ và nhân dân rất là đồng tình và hưởng ứng. Cho nên với cái tinh thần này về công tác tuyên truyền của chúng tôi phải khẳng định là đi sâu đi rộng đến từng hộ gia đình và bà con rất hưởng ứng. Cơ hội là rất lớn, thách thức cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên, bằng ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc. Mỗi cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ phải phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm để thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nhiệm vụ trong cái từng vị trí công tác, và phải nhận thức sâu sắc vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, phải đặt cái lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên hết, và luôn phải quán triệt và nhận thức thực hiện tốt cái quy chế dân chủ và thực hiện cái phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát và dân thụ hưởng. Có như vậy thì chúng ta sẽ phát huy được sức mạnh toàn dân và sẽ khơi dậy được cái khát vọng cống hiến tận hiến để xây dựng quê hương. Trong đó, thực hiện theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh được 184 mô hình sản xuất rau hoa trong nhà màng, nhà lưới. Hầu hết các mô hình đều sử dụng giống mới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, hệ thống tưới phun sương nhỏ giọt, nguồn nước sạch, sản xuất theo quy trình Việt Gáp hữu cơ, có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Từ nguồn vốn hỗ trợ của các huyện, thành phố đã thực hiện được 120 mô hình công nghệ cao sản xuất rau các loại với tổng diện tích nhà lưới, nhà màng trên 133.000 m², tổng kinh phí hỗ trợ 19,66 tỷ đồng. Giá trị sản xuất mô hình trồng trong nhà lưới, nhà màng đạt từ 700 triệu đến 1,2 tỷ đồng một hecta một năm, cao gấp từ 6 đến 11 lần so với sản xuất thông thường. Có được kết quả đó là do huyện Yên Thế đã triển khai hiệu quả đề án phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung ưu tiên phát triển kinh tế xanh, lấy phát triển nông nghiệp hàng hóa, đa dạng, sạch, an toàn, hướng đến tiêu chuẩn hữu cơ làm trọng tâm. Huyện đã ưu tiên phát triển các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của địa phương như ổn định tổng diện tích vải thiều 1.800 đến 2.000 ha, vùng sản xuất bưởi tập trung với tổng diện tích 600 ha, trong đó sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt 250 ha, vùng sản xuất chè 500 đến 550 ha, hướng đến sản xuất sản phẩm chè hữu cơ, duy trì tổng đàn gia cầm từ 4 đến 4,3 triệu con, đồng thời chỉ đạo xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ gắn với các sản phẩm chủ lực của huyện. Trong tổng số hơn 414 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương trên 91 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh gần 39 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện gần 285 tỷ đồng. Nguồn vốn này để đầu tư xây dựng mới 274 công trình, trả nợ 23 công trình đã quyết toán, 46 công trình chuyển tiếp, 45 công trình nguồn năm trước chuyển sang và hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn theo nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho 28 xã, thị trấn,
hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, trả vốn đối ứng quỹ đầu tư và phát triển tỉnh. Huyện ký cam kết giao chỉ tiêu đối với các xã, thị trấn, trong đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn Yên Dũng đúng vào thời điểm thu hoạch lúa chiêm xuân và các nông sản. Nhiều xã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều gia đình phải cách ly theo dõi y tế, không có nhân lực thu hoạch mùa vụ. Giúp dân lúc này là mệnh lệnh từ trái tim. Hàng chục đoàn viên thanh niên công an tranh thủ ngoài giờ hành chính, luân phiên về cơ sở cật lúa và thu hoạch nông sản giúp dân. Người có ý tưởng đề xuất với lãnh đạo đơn vị về kế hoạch giúp dân chính là Thượng úy Phạm Văn Thương, Bí thư chi đoàn thanh niên công an huyện. Tuổi trẻ công an huyện đã phát huy sức mạnh mẽ, sức mạnh của mình, tình nguyện xung kích với cộng đồng, phát huy tinh thần đâu đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên để đóng góp công sức và vai trò xung kích của mình trong việc phòng chống dịch Covid-19 cũng như giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống. Là một đảng viên trẻ, đội phó đội an ninh, suốt 2 tháng cao điểm chống dịch, Thượng úy Phạm Văn Thương và đồng đội không có ngày nghỉ, ngày đêm bám trụ làm nhiệm vụ điều tra truy vết phục vụ ban chỉ đạo. Cùng đó, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện còn tham gia làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho 4 chốt kiểm soát dịch cấp huyện, 10 chốt ở các xã thị trấn, bảo vệ 22 khu cách ly và bệnh viện dã chiến. Trên tuyến đầu ấy luôn có sự xung kích của các đoàn viên thanh niên, các đảng viên trẻ. Mặc dù là thời tiết nóng lực rồi điều kiện hoàn cảnh vật chất còn khó khăn, nhưng bản thân tôi luôn cùng các đồng chí ở chốt luôn có tư tưởng lập trường vững vàng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo đã giao cho, cùng nhau khắc phục khó khăn và luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong những cái giai đoạn mà khó khăn nhất, vất vả nhất thì lực lượng công an chúng tôi cũng là trong cái tuyến đầu, và trong cái giai đoạn đó thì cũng thể hiện được cái ý chí, quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Và trong đó thì đặc biệt là đối với cán bộ chiến sĩ trẻ, nhất là đảng viên trẻ, các đồng chí đã thể hiện được cái tính tiên phong, gương mẫu để thực hiện nhiệm vụ được giao. Cách đây 5 tháng, Việt Yên là địa bàn tâm dịch của tỉnh Bắc Giang khi dịch Covid-19 bùng phát tại khu công nghiệp với tốc độ lây lan chưa từng có. Đúng thời điểm cam go đó, Thiếu tá Vũ Xuân Tuân, một sĩ quan trẻ từ Bộ Công an được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an huyện Việt Yên. Anh đã tình nguyện đề nghị cấp trên cho tham gia lực lượng trực chốt kiểm dịch tại khu vực Quang Châu, Cần Cầu Như Nguyệt. Những ngày đêm ba cùng với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch là thời gian thử thách rèn luyện giúp anh trưởng thành hơn. Ở thời điểm khi bùng dịch bung thì có những hôm nhiệt độ lên đến 40, 41 độ C, rồi điều kiện ăn ở thì chưa được đảm bảo, nhưng cán bộ chiến sĩ, nhất là số đảng viên trẻ tham gia cùng trực chốt với tôi đều động viên nhau vượt qua khó khăn và khắc phục làm sao để cùng với chính quyền và nhân dân địa phương góp sức để đẩy nhanh chóng đẩy lùi dịch. Năm 2021, huyện Yên Dũng là địa phương có 7 di tích được thống kê hỗ trợ trùng tu, tu bổ. Trong đó, thị trấn Nham Biển có 4 di tích, đó là chùa Kem, đền Thanh Nhàn, đền thờ Lý Thái Tông, đình Ba Tổng. Trong đó có 2 di tích tu bổ, 2 di tích trùng tu mới. Trong 4 di tích này thì có 2 di tích là sẽ hạ giải hoàn toàn, là xây mới. Gồm có đền Lý Thái Tông và đền Thanh Nhàn là hạ giải toàn bộ, là xây mới. Còn với đình Ba Tổng và chùa Kem thì trên căn cứ vào hồ sơ sẽ tu bổ một số hạng mục. Chùa Kem là di tích cấp quốc gia đặc biệt thuộc cụm di tích khởi nghĩa Yên Thế. Ngôi chùa đã tồn tại hàng trăm năm, bởi vậy có rất nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng. Tháng 3 năm nay, Ủy ban Nhân dân thị trấn Nham Biển đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình. Đến nay, đơn vị thi công đã tiến hành đóng các ván gỗ nhằm bảo vệ hệ thống tượng Phật trước khi hạ giải tòa Tam Bảo. Thì đến thời điểm này thì đã được coi như là các cấp coi như là chấp thuận và đã bắt đầu tiến hành các bước của như thi công. Ủy ban Nhân dân và coi như là tổ dân phố đã kết hợp và đã cùng coi như là với địa phương đã bầu ra cái tổ giám sát cộng đồng
thường xuyên coi như sẽ vào giám sát đơn vị thi công. Năm nay đỉnh Hoãn, xã Việt Lập, huyện Tân Yên cũng nằm trong các di tích được trùng tu, tu bổ. Đỉnh đã được hạ giải toàn bộ các cấu kiện và đang trong quá trình trùng tu hạng mục tiền tế và hậu cung. Trước khi mà chuẩn bị về cái vấn đề tu sửa thì Ủy ban Nhân dân xã, rồi thì Mặt trận Tổ quốc xã, chính quyền địa phương từ thôn đến xã đến huyện đã xây dựng một cái gọi là cái bộ máy hoặc một cái bộ phận, một bộ phận tuyên truyền đầu tiên, sau đến bộ phận giám sát, bộ phận kiến thiết. Hiện tại 27 di tích thống kê hỗ trợ tu bổ năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã và đang được các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện. Các di tích trùng tu, tu bổ trên nguyên tắc giữ nguyên các giá trị cổ xưa, mang đặc trưng của niên đại và giá trị lịch sử vốn có của địa phương.